Người dân kể về 10 năm thâm tình giữa Giang Hồ Cường Quát và bố nuôi Lưu Bình Nhưỡng Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Câu chuyện liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì một tên Giang Hồ vẫn chưa có hồi kết Ngoài việc Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình thông tin về mối quan hệ bố nuôi Giang Hồ Nhân dân tại đây cũng truyền tay nhau về mối thâm tình 10 năm giữa một cựu đại biểu Quốc hội Nguyên Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Giang Hồ Cường Quát sau khi xảy ra sự việc ông Lưu Bình Nhưỡng tiến sĩ luật nguyên đại biểu quốc hội, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam vào ngày 14 tháng 11. dư luận đặc biệt quan tâm giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng có quan hệ như thế nào và vì sao khi mở rộng điều tra vụ án Cường Quát cùng đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thái Bình lại tiến hành khởi tố bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng về cùng tội danh. Cùng với đó, cánh cổng gỗ ở ngôi nhà kết hợp nhà thờ của ông Lưu Bình Nhưỡng tại quê nhà xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình bị công an đo đạc, lập biên bản bàn giao cho địa phương tạm quản lý từ đêm ngày 14 tháng 11 năm 2023. Theo báo Lao động đăng tải bài viết với tiêu đề Người dân kể về mối giao tình giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng. Tại đây có nói về tình thương mến thương của hai nhân vật này dành cho nhau. Theo báo này đã tìm hiểu giữa Phạm Minh Cường tức Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng có mối quan hệ thân thiết qua lại từ lâu. Thậm chí trước khi bị bắt, Cường Quát luôn tự nói rằng ông Nhưỡng là bố nuôi của mình từ đó cường xem ông này như người bảo kê chống lưng đây không chỉ là thông tin được công khai trên các mặt báo sau màn trả lời của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thái bình và theo một số nguồn tin đáng tin cậy của phóng viên báo lao động kể trên đã nói tại huyện thái thụy và tỉnh thái bình giữa cường quát và ông lưu bình nhưỡng có mối quan hệ thân thiết qua lại với nhau từ lâu trên dưới 10 năm thời điểm trước bị công an tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giam đi đâu ngồi với ai cường quát cũng khoe rằng y đã nhận ông lưu bình nhưỡng là bố nuôi hay cường quắt luôn nói với mọi người rằng mình là con nuôi ông Nhượng. Cuộc khám xét kéo dài 30 phút, lực lượng công an không niêm phong không thu giữ bất kỳ tài liệu gì. Sau khi thực hiện khám xét, lực lượng công an đã đo và lập biên bản ghi nhận hai cánh cửa gỗ có giá trị của ngôi nhà, đồng thời bàn giao xã Hùng Dũng bảo vệ hai cánh cửa. Lãnh đạo xã này cũng đã nói đã cho người lắp camera để bảo vệ hai cánh cửa. Tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn xảy ra. Ông Lê Bình Nhưỡng tuy sinh sống ở Hà Nội từ lâu nhưng trước đây, Cụ bà thân sinh ra ông vẫn sinh sống trong căn nhà này nên ông thường xuyên về thăm. Tuy nhiên đầu năm 2023 vừa qua, do tuổi cao cụ đã qua đời. Hiện căn nhà không có ai ở, họ hàng của gia đình ông Nhưỡng vẫn sinh sống ở khu lân cận. Mặc dù trước đó ngày 16 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi ông Nhưỡng bị bắt giam và khởi tố, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng gì với Phạm Minh Cường, tức Cường Quát. Nhưng có lẽ, phải hiểu theo đúng nghĩa đen là không có họ hàng ruột thịt máu mủ. Chiều ngày 7 tháng 12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc cơ quan tố tụng tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri Nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo ông Mạnh, Việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, căn cứ và kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, hay còn gọi là Cường Quát, sinh năm 1986 trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là đối tượng có 3 tiền án, cầm đầu băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể trong quá trình cưỡng đoạt tiền tỷ của các doanh nghiệp khai thác cát ở vùng biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Ông Mạnh nói rõ do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó Cường tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Như vậy theo viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình lại hợp mạnh, ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực cho hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp của Cường Quát. Theo kết quả điều tra từ năm 2020 đến năm 2022, Cường Quát và đồng bọn đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với số tiền chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Cụ thể, Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập tròi, các bãi chiều, có diện tích khoảng 180 ha. Sau đó, dùng các bãi chiều này gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, với giá 1.500 đồng trên 1 mét khối cát và nhân với 700 mét khối trên một tàu, theo phương thức đếm tàu tính tiền, chức là một tàu vào khai thác khoảng 700 mét khối muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên 1 mét khối cát. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình lại hợp mạnh thông tin thêm. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và nhà nước là không có vùng cấm. Không phải là nguyên đại biểu quốc hội hay người nổi tiếng thì vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu hình phạt xử lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ, quản lý rất nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, đang được điều tra xác minh và phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm toàn diện triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cũng đã có văn bản gửi tất cả các đoàn đại biểu quốc hội, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiến nghị yêu cầu giả soát báo cáo những phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng ký từ năm 2016 đến khi bị bắt để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Bên cạnh đó, vẫn theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình lại hợp mạnh, việc khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Không có một cơ quan nào có thể tự mình quyết định và thực hiện được. Tất cả các hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện theo quy trình, quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp toàn diện chịu trách nhiệm về phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Vâng thưa quý vị và các bạn, vàng thật không sợ lửa. Hai câu nói cây ngay không sợ chết đứng có lẽ sẽ phù hợp nhất đối với ông Lưu Bình Nhưỡng trong thời điểm hiện tại. Thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản được các cơ quan báo chí đưa khách quan kịp thời. Tuy nhiên, các thế lực chống phá đã cố tình đánh cháo bản chất vụ án, định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công mang màu sắc khác. Đó chính là phần sapo của báo Công an nhân dân, khi báo này đưa ra loạt thông tin kèm theo những lập luận vô cùng thuyết phục. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người có những phát biểu tranh luận tại nghị trường, đặc biệt liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội nhiều phát biểu trong số đó đã bị số đối tượng chống đối lợi dụng bôi nhọ cơ quan đảng nhà nước trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước Quốc hội về đạo đức, công lý và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô lấy cớ xuyên tạc. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt lập tức các đối tượng chống đối phản động đã lợi dụng vu cáo. Được biết ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng ban dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội vào tháng 9 năm 2018. Trước khi bị bắt, ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông được điều động bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 9 năm 2018. Ông làm việc tại số 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Lưu Bình Nhưỡng 60 tuổi, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre. Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học luật Hà Nội. Sau đó ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 do quá tuổi, theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức trung ương. Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng vì ông Lưu Bình Nhưỡng hay nói động chạm đến các vấn đề xã hội, động chạm cả đến các cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự. Chú còn thần thánh hóa rằng với việc ông Nhưỡng bị bắt, dân mất chỗ dựa, mất nơi gửi đơn kêu oan. Có thể nói đây là luận điệu kích động, xuyên tạc thường thấy của các thế lực xấu nhằm đánh cháo bản chất vấn đề. Vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang điều tra không phải là điều tra trực tiếp từ đầu đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 17 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội danh trên. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép cho khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào năm 2022, Cường Quát từng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt giam về tội cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng. Quá trình bắt khám xét đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án với các tài liệu có liên quan đến vụ án thu được việc ông nhưỡng bị bắt khởi tố để điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường là đảm bảo đúng quy trình tố tụng tính chất mức độ vi phạm sự liên quan của bị can lưu bình nhưỡng trong vụ án cường quát như thế nào hành vi cưỡng đoạt tài sản ra sao cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể tại cuộc họp báo mới đây phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn văn yên cho biết vụ ông lưu bình nhưỡng chưa thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo xem xét hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền ông nguyễn văn yên cho biết đối với trường hợp của ông lưu bình nhưỡng là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn những đóng góp tốt nhất của ông lưu bình nhưỡng chúng ta cần ghi nhận nhưng những vi phạm của ông nhưỡng cũng cần phải xử lý nghiêm khi các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự vì vậy để quyết định khởi tố một vụ án một bị can đặc biệt là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam là đầy đủ tài liệu chứng cứ bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ không một cơ quan nào có thể tự ý thực hiện toàn bộ hoạt động của các cơ quan điều tra được viện kiểm sát nhân dân cung cấp kiểm sát trực tiếp toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn ông nguyễn văn yên nêu rõ theo phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn văn yên khi người dân chưa hiểu thì có thể còn băn khoăn nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật việc một tổ chức cá nhân thù địch phản động cố tình đánh cháo bản chất vụ án liên quan đến ông lưu bình nhưỡng là thủ đoạn không mới các đối tượng cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công người bảo vệ công lý miệt thị rằng sống dưới chế độ độc tài cộng sản thì không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện, chủ dập những người khiến họ không hài lòng. Các đối tượng tung hô cá nhân vi phạm, miệt thị cơ quan tiến hành tố tụng để chống phá, hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Những luận điệu trên vốn dĩ không phải là thủ đoạn mới, bởi từ trước đến nay, lợi dụng nhiều đối tượng bị bắt các tổ chức hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại thù địch với Việt Nam như RFA, RFI, VOA, vân vân đã đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, cố tình công kích đảng, nhà nước, các cơ quan chức năng. Do vậy, người dùng mạng xã hội phải thất tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc bởi mạng xã hội làm miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch phản cách mạng, phân tử cơ hội chính trị sử dụng thực hiện những thủ đoạn xấu chống phá đảng, nhà nước. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng, một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm dù đó là người có chức vụ quyền hạn hay một người dân bình thường đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ đồng chí của mình nhưng vì sự tồn vong của chế độ của đảng đòi hỏi phải làm nghiêm xử lý nghiêm đây cũng là một bài học đối với các cán bộ đảng viên có chức quyền dù to hay nhỏ đều phải sống và làm theo pháp luật mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm công bằng trước pháp luật không, có ngoại lệ.